Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải anh em ơi. Lần này thì vừa rồi ban áo Như Khải có cho anh em được biết thì vừa rồi ban áo thủ thành công Lâm An và anh lại Dương Châu và là bị mất Thương Dương và thủ ăn thêm cái đại lý nha anh em. Bên băng L thì Biển Kinh, Phương Tương và Thành Đô. Đó, thì ban áo vừa rồi thì được Lâm An thủ bất tử Lâm An nè. Bây giờ Khải sẽ đấu giá tiếp tục anh em ơi. Những vật phẩm trong ngày hôm nay nha anh em. Hôm nay thì được 3 con bông tiêu này, băng tiêu tôi phiến 7 ngày này, băng phi dân tôi phiến 7 ngày này. Rồi số bảo rương trong bảo. Rồi lỡ bao tinh hồng là 5 bộ, một bộ bạc khai bóng rương là 5 bộ. Rồi hai vũ khí này, bốn vũ khí này. Và số cây vũ khí nha anh em, số rương bảo rương trang bị vũ khí. Đó. Rồi này là gì? Lỡ bao thị tinh, thị tinh thì có 5 bao thị tinh cũng tương đương giống như 5 bộ tinh hồng. Đó. Ok chưa? 5 bộ tinh hồng. Còn mấy cái điểm này thì tí này giao dịch cho anh em. Rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta cùng đấu anh em ơi. Nem sâu để cho anh khai đấu được cho cần gì lên đảo nè. Nem sâu anh em đấu anh em ơi, không đấu khai đấu, khai đấu đỡ dành nè. Nem châm sâu, nem bộ tinh hồng. Ừ, em tưởng anh có cái mũ ami mà anh. Nem châm sâu có ami thằng bảo cầm rồi bảo mượn khánh râu này lại bỏ qua bộ khánh râu em khánh râu quanh lờ rồi mà khánh không rõ này mà mặc mặc này châu này ăn đôi 75.4 bót xong á, đồ bót xong nhanh đi anh em, đấu nhanh mà, đấu nhanh cùng bót anh em. Anh em tập trung đánh nhanh cùng bót anh em, bây giờ Rương Khải chặt hết chỗ luôn, Khải ở nhà luôn á, không đánh được luôn á. Giờ 10 phút nữa mà anh em bảo chờ bót nữa. Chờ xíu nữa. Hai cái năm cho Đông Phương tiếp tục đến là 5 bộ thiệt tinh em ơi. Hai cái năm, 2k6 cho 20 cuốn. 15 viên nha. Tương đương anh em mua ngồi là 3 kim ấy, anh em nào mua thì mua. 2k7 ai cũng cần. Mua đúng giá thì càng tốt, bạn có lương, bạn có quỷ. 2k8. Quỷ quỷ ban âm quá. 2k8 lần 1. Đâu cho nhanh lên phong độ nè. Anh em nào rảnh tay thì cứ lên phong độ đứng hết đi nè em ơi. Lệnh bài này nọ anh em chuẩn bị đầy đủ nha anh em. 2k8 lần 2. Tiếp tục phiên đấu giá của ngày hôm nay anh em ơi. 2k9 cho GVK. GVK 2k9. 2k9 15 viên. Ba k cho 21 H1 cuốn. À, Linh ơi Linh, Linh. Dạ dạ. À, Trần Đăng Cường à? À vâng. Đâu ép vào tay đi Khải ơi, hết nhỏ rồi á. Vào tay chắc đỡ mua nè em ơi, ép phí lắm nè em ơi. Mua thì khỏe hơn. Hôm nay đơn ra lưng hết nhỏ rồi nè em ơi. Từ khi mà đập bông tiêu này nọ thấy cảm giác hết nhỏ rồi. Đây, đây lưng đẹp chưa? Dạ, đây lưng đẹp rồi. Cái hết nhỏ rồi. Vào tay chắc đỡ mua rồi mua nè em ơi. Chứ còn ép không mình thua. Thằng kia đang ép giả thôi là cái đai lưng 3 triệu đẹp bạn. 3 lần 1. Ấy lần 3 cầm 1 lần. Cái gì đai lưng 2 triệu anh? 3k lần 1. 3 triệu ấy, cái đai lưng gì đấy? Đai lưng 33 đó. Vừa à. 3 kim lần 1 em ơi. Hồi sáng em ép hết là 90 viên thì tên anh Phong. Má kinh hồn, kinh hồn. 90 viên nữa? Ờ, em xịt 4 phát. Xịt 4 phát phần 8. Ép ép còn được xịt hả? Xịt chứ, phần 8 mà anh rớt phần 7 đã xịt rồi. Nó rớt làm 4 lần là anh mất thêm 10 viên thì tên rồi. Rồi, 3 kim lần 2. Anh xịt tầm 4 lần là mất 10 viên thì tên rồi, 12 viên thì tên rồi. Rồi, tiếp tục nè, chốt lần 3 này dịu dịu anh ơi. Tiếp tục nè em ơi, dịu dịu em Giang Tân Thôn, Giang Thôn Lợi Quang. Tiếp tục nè em ơi. Xấu rương, ít xấu này. Mỗi rương 150 xu. Bằng tiền 900 xu. Lên 10 xu. Anh em nào muốn tiếp tục trải nghiệm rương bảo rương xấu rương mỗi rương 150 một rương anh em ơi. Đây 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 cái rương này mình thích rồi. Không cái rương đâu anh, rương này là rương mở đấy, ăn băng hồng kim á chứ không phải rương ăn băng hồng kim á. Không đừng bách vào rương kia, bách rương kia bữa anh em trong bang có mấy cái lấy ra như tình hiệp cốt á, như tình hiệp cốt ấy. Hôm trước anh em đấu ba sáu rương này anh em đấu đến 1k1 đó anh em. Đúng rồi, 950 lần 1. Hôm trước qua bà này đóng 1 kiểu mốt đó. Má mà chắc có đấu lại đâu. Đấu mở vui đúng rồi.
Cống đi em ơi, 1k on kin thấy chưa? 1k k 1 lần. On kin ghê đấy. On kin ghê đấy. Không được kim đâu. K 1. Không chiến đấu à? Đâu hết chiến đấu rồi mà. Hết trận đấu rồi mà anh, tập trung phong độ anh ơi. Rồi. Đánh được 2 trận nữa. Ơi. Làm em cứ đứng trong này. Hết rồi ra đi cần gì á? 1k 50. Lâm tích nhạc. 1k 50. Rồi giao dịch nè, anh em nào giao dịch gì? Đó. Giao dịch ơi. 1k6. Gì 1k60 hay sao em? 1k60 đúng không? 1k60 ok, đừng ghi giải em ơi, em ghi 1k60 đi, đừng ghi 1k6. 1k60 cho ông Kim. Nó lên thành 1k6 luôn. Cái này đâu giá kỳ vậy, có kim số 0 sao nữa hả? Ừ, đó là đó là 1k050 á em. 1k60 khác chứ. Là 1k060 em hiểu không? Em quất 1k6 khác gì em double rồi. Ấy thì tên nào quên cái gì quên mẹ Kim đâu anh? K1 kìa. Kim đâu anh Quân ơi? Tí đưa cho á. Ok. Rồi tí đưa cho nhớ giùm đợi em chiếu anh biết em tại vì em giao dịch em không nhớ đâu. Em đây. Em nhiều thứ lắm. Rồi tiếp tục nè anh em ơi. 1K1. K1 kìa. Lần 1, đúng rồi. Qua nè. 1K1 lần 1. Nhanh rồi còn đi thiền nữa em ơi, 5 phút, nhanh lên. Đi thiền xong đi anh, Trận này thì tụi nó chắc là bỏ rồi, không lên nổi mình rồi anh em. Cổng anh em rút nhẹ ra sau cây, rút nhẹ ra 3 giờ, không cần đứng sát cổng anh em, sát cổng lờ đánh chết anh em bây giờ. Đứng ngay chỗ nghe 10 với Khải nè anh em. Nhích ra. Rồi. Lần 2. Rồi dìu nhật nhận ơi, không ai lên rồi, nhật luôn ơi. Ở quên thiên sứ hả? Thiên sứ thì sẽ dìu nhật cái mốt anh ơi. Rồi tiếp tục nè, hàng hot nè anh em ơi. 6 cây vũ khí, x6. Mỗi cây 250 xu, bằng 1 nem xu. Lên, 50 xu cho anh lần. Vũ khí là cái gì? Vũ khí là gì? 6 cây vũ khí. Vũ khí đi đập bên, vũ khí làm gì? À cái rừng vũ khí tím à. Nhân thôi anh ơi, đúng rồi rừng vũ khí tím, 6 cây vũ khí. Mỗi cây có nhiêu? 250 xu thôi. Gì rẻ hồn vậy? Ừ. Đập bên kia 250. Đỡ em đấu mà. Mẹ thằng búa nó định hỏi là ấy để nó nhờ gửi bán hộ mấy chục dương của nó đấy. Gì dạ? Một cái anh em ơi, 6 rương anh em ơi. Cái này anh em mở ra vũ khí kim, vũ khí thủy này nọ là anh em hời luôn anh em. Một cái nó bán 2-3 kim lận anh em. Thật là bỏng này nọ vẫn ngon mà. Mở ra toàn bị lùn không? Bị lùn không? Anh lúa đợi em quảng cáo thương hiệu xíu. Không quảng cáo thì sao buôn bán được. Lần luộc không? 1k5, lần 1. Hai luộc của mày mà mày kêu luộc không? Mày. Ừ. Do anh đen đó là nhân phẩm thôi, anh đen quá mà. 1k6. Này anh em trong thời gian đấu giá này, anh em nào đi thuyền cho phía 1k3 năm ơi, Trương Tân Phong phụ anh cái chiến thuyền cái phụ Trương Tân Phong ơi. Anh phía 1 nha. Ừ, phía 1k3 đây. Đây. Rồi. Đang ẩm con. Nomad, Saitama, gọi đầu, Lưu Bị, Lâm Tiết Nhạn. Vừa lầm lúa, bờ tre, ok, những anh em phía 1, chuẩn bị lầm 3 đây. Tất cả chuẩn bị lầm 3 đầy đủ nha. Cổng như cũ em ơi. 1k6 lần 2. Chờ lúa nha. Sao mở sao cơ? Lúa mở ra vũ khí toàn cho anh nhé. Chắc to không, tôi phải đâu. 1k6 lần 2. Anh em ơi, tối nay bay 36 cái bốt thành bài nha. Rồi, chốt nè, chốt nè, 1k6 lần 3, giao dịch em ơi. Ủa hù anh nha. Thôi đi em Phong ở nhà đi, anh ra vô đội bị thay mà còn đứng. Giang Tân thôn giao dịch. Mày quá. Mày em đi cắt thẳng đấy. Anh ơi. Con là anh chạy một vòng bến 2, bến 3 được á, tập trung anh ơi. Anh Phong đâu cũng đâu có quýnh ở trên tường nữa được. Thôi được, hợp lý. Giao dịch em ơi, 6 rừng vũ khí. Anh chạy qua anh kìa, anh chạy qua anh kìa, anh bị lắc rồi. Anh Đông Phương giao dịch nè, anh Đông Phương ơi, giao dịch nè. Khỏi chạy luôn, không cần chạy luôn. Con này không cần chạy luôn. Đông Phương giao dịch anh em ơi, giao dịch nhanh em anh em ơi. Rồi, tiếp theo nè, Phi Dân. Có 3 con nhưng mà mua từng con nha anh em ơi. 1.000 xu, lên 100 xu, tối phiếu, 100, mua nhanh em ơi. Có 3 con thôi nha. 1.000 xu. 100 xu con hả? Đúng rồi, lên 100 xu. 1 kim lên 100 xu. Đúng rồi. Dạ, thằng học cưới đi cho đẹp trai kìa. Đúng rồi, cưới đi nè em. Cưới cho có tiền phát lương nè em. 1k1, on kin. Rồi, à? Rồi nè. Những anh em phía 1 lúc nãy, những anh em phía 1 lúc nãy nè, Khải đọc nè. Vừa làm lúa nè,
Nhạn nè, tình anh em nè, Lưu Bị nè, và bên một đứng đợi đây, và bên một đứng đợi em Khải đây. Còn lại những anh em chưa có tên, chưa có tên đọc đứng im nha, không di chuyển nha. Những anh em có tên và bên một đứng đứng bên một em Khải đây, còn lại đứng trên cổng như thường anh em ơi. Những anh em méo ra, mua lần 4 con chơi vàng sáng mang đâu. Trời ơi, dịu dịch đi anh em ơi, sao chưa ai giao dịch luôn ta? Để rồi đây rồi. Một cái hai. Mai bắt khẩu đi nhỉ. 1 2 3 anh ơi. 2 3 anh. Không được nhỉ. Rồi vào bên trong bánh một đứng giùm em đi. Anh em những người đọc tên vào bên trong bánh một đứng đi. Còn những người chưa đọc tên đứng đứng chặn cổng giùm cá nha anh em. Không đúng. Ngáo 1023 anh ơi. Rồi đứng im chưa vào nha, chưa có lệnh vào nha. Đứng im đang định đang ngồi đi. Chưa có lệnh vào nha. Anh em phụ trợ. 1023. 1023 cho nó mốt lần 1. Con đều toàn đúng. 1023 lần 1 lần 1. 1K4. Một cái 4 lần 1. Lần 2. Vừa anh đấu giá 1K6 này. Đúng rồi. Đây. Chốt lần 4, chốt lần 4 giao dịch anh em ơi. Anh cuốn giao dịch cuốn này là anh cuốn là 4.400. Dạ anh trả đồ 400 trả là 400 xu. Ok rồi, anh nhìn đây không nói gì 1 triệu 5 nó nói gì kệ nó mày gọi nó nó xem nay đấu giá kệ nó. Ừ gọi nó rồi anh cuốn giao dịch con ngựa này 1K4 này giữ lại 3 kim là 4.400. Ờ, biết rồi, tiếng đưa phim. Rồi, ok. Quân 4.400. Cái đai lưng đai thì Khải ép rồi mà Khải chưa lên video nè em ơi. Với ngày mai hình kia Khải lên video nha. Rồi, tiếp tục con ngựa tiếp theo. Con ngựa tiếp theo. Một kim lên 100. Tiếp theo nè em ơi. Chứ gì 1 kim 3 lẹ vậy. 1 kim 3 cho mai anh Bảo. Tập trung cổng anh em ơi, tập trung cổng anh em ơi. Nói chung là cứ tập trung cổng này, lý tí nữa bên kia chặn bánh một cái là xong thôi, không có vấn đề hết. Ở bánh một anh em đang ở bánh một, địch vào quá đông hay như thế nào thì báo em nha, không cho địch vào nha. Ở bánh một đang định mạnh đi, bánh một đang định mạnh vào. 1K3, cho anh Bảo lần 1. 1K3 cho anh Bảo lần 1 anh em ơi, con ngựa phi dân thứ 2. Chúng ta sẽ còn con thứ 2 và con thứ 3. Quân Kim ơi. Anh Linh ơi, anh ra đây cho tôi kim đưa em 4 kim ngoài. Lần 2. À, bây giờ em đưa anh kim đi, anh cho em mượn Vi Vân chạy tuần xong anh lấy lại. Em không thích. Em thích, em muốn là của em cơ. Anh chuẩn bị để ý là còn 1 phút kìa. Rồi, em đang căng anh ơi, em đang căng, em đang căng. Em đang căng anh ơi. Rồi, rồi, nhường miếng em cá này, nhường miếng em cá này. Nhường miếng em cá nha. Nhường miếng đi anh em, nhường miếng đi. Quan đâu lô 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 ơi lô ơi. Rồi ok ok có tín hiệu ok rồi. Cứ chặn cổng bình thường anh em ơi. Từ từ anh ơi. Cứ chặn cổng bình thường đi. Rồi 1K3 giao dịch này anh em nào mai anh Bảo dịch K3 anh ơi. Đây 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 trời ơi giờ lộn xa giờ chết rồi. Ngựa này. Phi dân. 1.400 này, cần 1.300 này. Rương vũ khí 6 bình. Rồi bánh lì di chuyển lên bánh một giùm em đây lì ơi, lì di chuyển bánh một trước bánh một em đây. Đi đi đi. Rồi lì chuyển đi. Đi xe 1K4 kìa, con rộng 1K4 kìa kìa. 500 sâu. 3-4 con cơ mà, thoải mái đâu đi. Thoải mái, thoải mái. Giờ này là phim vấn, con lúc này là con 1 tiếng. 1 tiếng tên. Rồi lì lên bánh một đứng giùm em nha, lì 1 đứng đi. Rồi ngáo đứng cộng bình thường nha, ngáo đứng cộng bình thường nha. Rồi giao dịch mà anh Bảo ơi, giao dịch mà anh Bảo ơi. Lần 3 giật luôn. Ok, 1 kim 2. Ủa, con mai 1 kim 3 chứ. Lộn. Bội tinh cuốn là 3 kim này. Rồi. Rồi nó hết rồi đó, lộn nè. Trên thuyền không ai, còn 1 phút rời bến nhá. Rồi, 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 ok, cứ từ bình tĩnh. Rồi, ngáo lên thuyền đây anh em ơi, ngáo lên thuyền đây. Anh em ngáo lên thuyền, anh em lúc nãy có phía 1 lên thuyền giùm em, tất cả lên thuyền, còn lại trên cống. Tất cả anh em ngáo phía 1 còn lại lên thuyền đi. Còn lại trên cống, phụ trợ chung 1. Tất cả ạc lên bánh 1 đi anh em ơi. Cộng cứ như cũ nha. Còn 40 giây cho anh em vào thuyền. Khải chưa up đó anh em. Hello anh em nha. 30 giây.
cộng nhân cũ nha em ơi. Đông nào 201 đi. Dạ dạ. Dạ thằng Thôn, dạ thằng Thôn. Ua. Dạ thằng Thôn mà. Ở đây 1 3. Rồi. Rồi lên thiền đi em ơi, 10 giây nữa, 10 giây nữa ngáo ơi, cô lên. Lì chặn cận tốt, ok rồi, không sao rồi. Quậy ghê nè. 1 3. Ô giờ thiền bây giờ là 11 giờ 5 à mọi người. Đúng rồi anh ơi. Rồi thiền chạy anh em ơi, anh em rút quân này, thiền chạy nha anh em ơi. Rồi giờ làm việc này. Ok anh em nha. Rồi. À, anh em đánh phong độ nhảy giúp em phong độ anh em ơi. Anh em góc đồng phong độ nhảy phần chấm gió. Anh em có đánh phong độ nhảy phần chấm gió anh em ơi. Anh em có đánh phong độ nhảy phần chấm gió này, con người tiếp theo anh em ơi. Hắc thì cuốn rồi cũng linh thì các bạn. Nên truyền thì giống như sao chết hết hai ác rồi. Anh em nhận phần chấm gió này, anh em nhận phần chấm gió này em ơi. Anh đánh thuyền nhận phần chấm gió mẹ em đi. Rồi, nhận phần chấm gió này, ok này. Rồi. Tiếp tục người tiếp theo này em ơi, một kim lên 100 xu này em ơi, người tiếp theo này em ơi. Cùng người tiếp theo này em ơi. Cái này anh em nào đấu một kim mốt thì lái luôn anh em ơi, chắc không còn ai đấu rồi. Một kim cho 7 ngày nè em à. Một kim. Không ai đó mà. Đúng rồi, một kim mốt, Saitama. Saitama một kim mốt. Rồi. Saitama một kim mốt nè em ơi, Saitama một kim mốt. Rồi, một kim mốt là một. Ai giành của mày đâu mà phải lên một kim mốt. Một kim hai. Đó, một kim hai. Tăng mốt. Một kim hai. Lần 2, lần 1. Từ từ đi anh em. Đi cảnh thống, mai mốt đi. Đi lên thì xe thôi, đi cảnh thống. Cứ từ từ thôi, ai chẳng có phần. Nấu giải cho anh nhé. Rồi, tí nữa Nhật thống cơ lệnh bài giùm anh nha, anh chụp hình ngay. Anh dán cái lượng ở trên thuyền không ta? Dán lượng trên thuyền không anh em? Không, sao không. Chơi bạn dưới đúng không? Ok. Rồi, 1 cái 2, lần 2. Ừ. Trên thuyền á, ok kéo anh lên này, anh chơi hoạt đi cốt, ok. Là hôm nay mình đi thuyền hết 28 mạc luôn, không thiếu ai nha Nam. Thôi trời ơi. 28 người. Lại là bù quỷ bang, lại là bù. Không sao, không có, cái này là top bang phát anh ơi. Nên là cứ có hoạt động là ok thôi, không sao hết. Top bang. Chia thủ công thôi. Cứ có hoạt động như thế này là tốt anh, không sao hết. Càng đông càng tốt. Không cần vui. Rồi 1 cái 2 chốt rồi anh em ơi, không ai lên gì, 1 cái 2 chốt dân thôn giao dịch anh em ơi. Rồi xong này, phong độ 23 giờ. Nói chung là xong công thành rồi, đến phong độ vừa công thành vừa đấu giá các kiểu anh em ơi. Bằng chủ kim các kiểu này đều luôn, không có ngại gì đó. Rồi giao dịch cái 2 anh em ơi. Nó mất rồi. Nó mất cái 2 này, con người tiếp theo 1 cái 2 này. 1 con cái 3. Nhật ơi lên mid đi Nhật ơi. Ừ Nhật cho đội điểm danh đi nè Nhật ơi. Rồi tiếp theo con ngựa bông tiêu. Hai kim lên 100 xu có 3 con nha anh em ơi. Hai kim. Hai kim anh em ơi, hai kim 1. Hai kim 5. Chưa, đúng rồi, chưa anh em ơi. Hai kim 5 anh em ơi, có 3 con thôi nha. Hai kim 6. Hai kim 7. Rồi cái gì thằng nữa. Hai kim 9. Hai kim 9 em ơi. Ba kim. Bắt đầu cho đi mình thuyền đi. Mãi đi mình thì. Ba kim thì chưa cái đéo gì. Thế bẩn vãi. À nó nhìn đéo à. Nhìn đéo nhìn đéo. Ba kim lần 1 em ơi. Đi lần đéo động thế. Lần trước đi động thế. Ba kim 1. Okay. Không ai giành của mày mà cứ tranh làm gì? Tranh làm gì? Không ai giành. Ba kim 1 anh em ơi. Ba kim 2. Ba kim 2. Hiện tại có 3 con thôi nha Nam. Anh em trong bang có ai mượn cái áo chiến hóa hèo hả cũng lúa kìa. Rồi, đéo ai giờ lại người ta nhận. Ba kim 2 anh em ơi, ba kim 2 lần 1. Dạ, mỗi anh nhận. Đừng bây giờ hỏi giờ này không ai nhận đâu.
coi như mất đi, xung quỹ. Xung quỹ, xung quỹ. Cái tôi cho mượn là không nhớ. Ba kim hai lần một anh em ơi. Rồi ba k hai lần hai. Mua 4k vàng. Đủ. Em giới tính nam. Giới tính nam không nào, giới tính nữ mà. Nô mốt đang tình thiền cho em dịch tí, em dịch sâu nè. Rồi. Anh em ai đi cho em lệnh bước đây. Lần 3, chốt nha anh em. Tiếp theo con thứ hai. Vứt ra làm gì? Rồi, đến nè. Mãi người ta nhặt được cơm vứt ra, mãi khôn thế. Hai cái năm lên anh em ơi. Hai cái năm. Hai cái năm cho Đông Phương. Bốn tiêu thứ hai, hai cái năm cho Đông Phương. Ba cái hai là một con nè. Hai cái anh, hai cái tiêu lệnh tài. Ồ, kệ đó. Hai cái năm cho Đông Phương. À đủ rồi, đủ, đủ mới lụm tới 5 cái rồi. Lần 1. Kìa, trả nhận được cái nào? Sao trồng lúa đi ở nhà đi, ồn ào. Hai cái năm lần 1. Dạ anh lúa. Ơi. Em với. Em ra anh lụm tiền thịt của anh ơi. Bông tiêu này anh em mua trải nghiệm anh em cũng đẹp mà. Hai cái năm lần 2. Trời ơi, anh em chơi con này à. Lần 2. 30 giây tiếp tục chốt nha nam. Chán rồi ông ạ, trước 5 kim sợ. Đúng rồi. Bây giờ em nghe cái dụng lệnh anh luôn. Đúng rồi. Đây. Em cái nè. Chốt cho anh Ninh 2 kim 5. Giúp cho anh ơi. Chốt. Đó. Quá rẻ. 500 em ơi. Đây anh ơi. 500 em lại lấy xu anh ơi. Rồi. Tiếp tục này. Em đâu có đủ lương đâu, em còn máu mà. Rồi. Một con bông tiêu đã sai sóng cơn đấy. Em chụp lộn bên rồi Nhật ơi. Em chụp qua bên kia giùm anh cái. Lộn bên rồi em ơi. Để bên này em thống cơ bên quỷ băng rồi em ơi. Bên này nè. 3 bông tiêu. Nhật ơi chụp lại em ơi. Anh có anh xó nè. Con đầu tiên 3 kim 2 nè. Con 2 2 kim 5 nè. Rồi. Rồi tiếp theo con tiếp theo em ơi. Con cuối cùng 2 kim 5 nè 100. Khả năng là em suy cho. Rồi tiếp theo anh em ơi. Xin cả chui câu lận đi. 2 cái 5 anh em ơi. Con ngựa thứ 3 2 cái 5. Không có đập bông tiêu Khải lên thôi phiến đi. À, có một em ơi bông tiêu hình bữa Khải đập lên cộng 3 cho anh cuốn rồi. Nghe nó. Cho anh lấy 2 kim chẳng. 2 cái 5 anh em ơi. Ok thank you. Còn một con ngựa này nữa xong. Rồi anh em xong thuyền là mọi người về. Xong thuyền. Em mới về. Mọi người về nhận hai túi này cho vui nha Nam. Hai túi này cho vui nha Nam. Hai anh em anh em ơi. Trời ơi. Hai anh không ai đấu người hai anh em luôn trời. Vì anh bình thường anh ơi. Đâu ta. Ôi sao dính rồi. Em bị dính sao rồi. Ôi anh Thông okay. Mình muốn té thì làm cái nào xong hay ra. Out game. Hát ra, chắc ta game nữa. Té thì mình rồi. Để lạnh 20 triệu rồi. Thằng anh em ơi. Không, sao anh để mà không té đâu. Sao lấy té thôi, đi về. Ta đi nào. Mày phải té trên thuyền đấy. Rồi, 2 kill không ai lên này, giảm 2 kill không ai lên, 2 kill anh em ơi. Được. Con đầu. Con đầu tranh giành cho cố, 3 kill mấy. Mấy con này 2 không ai đâu. Phải thiệt. Ớn thiệt. Mình lại lấy chơi à? Ừ. Kiếm mua một con bệnh viện chạy rồi. Đợt tới phía nhà đội tốn tiền chạy thời hạn. Đúng rồi anh, nhưng mà tầm này bông tiêu bệnh viện không ai bán hiếm lắm anh ơi. Hai kim, đó. Không ai lên, hai kim, lần 1. Mình đấu không biết mình cho con nào cưỡi. Con 4 á. Con 5 đồng. 5 đồng. 5 đồng em có. Đường môn. Đường môn thì cưỡi Phi Vân thắng tất cả 5 rồi. Ừ. Hai kim lần 2. Cái đấy mới cho thuê mẹ đi. Ừ thôi sao thôi. Mẹ. Mẹ. Có hết đúng rồi, mình đấu ở đây. Mình đấu ở đây cho cơ. 300 xu ngày, 300 xu ngày. Ừ, trung bình 300 xu ngày. Anh em nào đi lên đấu là đúng rồi. Rồi anh Cún, anh Cún hai kim này nữa là 6 kim tư anh Cún ơi, 6 kim tư. À sao? Ok, như tay đúng không? Cứ đừng tự ký có kim. Rồi xong, tất cả xong. 1, 2, 3, 4.
Cái này này anh béo này ông đấu hai kim chạy anh cho đẹp anh. Để ôm. Con ngựa bông tiêu này, cốc 7 này. Có kim không lấy cho tao 12 kim à. Đây giờ dịch. Em đang trả nhiệm vụ. À. Rồi hiện tại nó mod 1 kim 2, anh cuốn 2 kim. Rồi, quá đấy. Hello Dương Minh, hello anh em mới vô nha. À, anh cuốn đang gom phẩm cái soi tối phiên 4 nữa, tiếp tục lên con khán cả cấp lên lên cấp 4 đêm em ạ. Đêm qua đập hết rồi, đêm qua đập hết. Máy phát, máy phát. Vẫn xịt à? Quá nhỏ, cuốn nhỏ rồi em ạ. Cuốn lấy cái nhỏ hậu khải ra không? Hơn quá, có người chuyện nói ngồi điện thoại là mình chết. Cú này nó nhỏ mà lâu rồi, bây giờ vẫn vẫn tính lại. Nó nhỏ từ cái con ngựa cấp 1 của nó lây sang cái áo của mình. Lai tiếng tôi là dày được mồm nữa. Rồi này anh em xong thuyền giờ mọi người nhận 2 túi nè em ơi. Giờ đi nè. Sáu cái. Rồi để em đưa anh 2 kim. Mọi người giờ nhận 2 túi nè em ơi. Nhân thông, nhân thông. Ai online nhận trước này. Đây. Trời, chính anh em 60 triệu đó. Đấy, chờ cái gì? Đấy, chờ, lên bài quần đánh bất đại. Tại chạy cho 10 trái nha. Cho 10 trái giao dịch em anh em ơi. Giao dịch kênh 3, giao dịch trên đấu giá. Giao dịch kênh 3. Lên bài đánh bất đại. Cái cái ở đâu? Đi đem ra mua. Giao dịch kênh 3. 6 cái mà đúng không? 6 cái. Hát hôm nay vừa phải vay thằng người ta vay mượn kia 10. Này, tiếp tục nè. Vòng sáng tối dòng vòng sáng ngựa không của đại ca AK Nam Kim. Sáng ngựa không. Đây đây em đang phòng thủ. Đấy. Cộng 1 kỹ năng. Nam Kim lên 100 sâu. Mang ngựa. Thôi cứ thôi. Đưa để em giảm phải. Ba kim chẳng có ba ba kim ba rồi thôi thôi anh thấy bằng lương cái đủ bốn kim nếu tham gia còn chiến anh không còn kim cho anh tướng mượn ít kim anh hay còn cứ bọn lương nó lớn bốn kim bốn kim thế là đủ rồi đó anh ơi em còn 28 mà không mượn đâu vòng sáng năm kim, bốn cây, còn 4 kim thôi, bốn này. Vâng, thế là được rồi. Để em giá cái tiền ngựa. Qua thành đô bán ngựa nhỉ? Rồi đồng ý đây tình anh em ơi. Anh Phong Kai, năm kim chốt cái đó cho anh nha, không cần ai đó nha. Chốt năm kim, năm cây. Rồi tiếp tục nè, dòng sáng, tiên phong, 3 kim, lên 100 xu anh em ơi. Cái này tiên phong chỉ kỹ năng không có phòng thủ nha. Cái đó là của anh ba, anh em cứ đấu bình thường nha. Tiên phong. Má cho cái của ta không đấu bình thường đi. Tiên phong. Anh là mặc định rồi. Đây cún đây. Ba kim. Đây, cún ra cái giá. Anh em nào lên thì lên. Còn không lên cái này là chốt cho anh ba, anh Tâm Thánh luôn hay sao anh em? Của anh Tâm Thánh luôn à? Đúng rồi, tại vì anh đang sở hữu mà. 3-1. Rồi ai đấu dùng Tâm Thánh thì đấu nha anh em. Ai đấu dùng Tâm Thánh thì cứ đấu nha. Mùa này vô liên đấu nha anh em ơi. Em mượn áo này mặc cho tôi. 3-1. Anh thấy kết bóng trong cá nhân em ngồi bán đó. Thằng bot á. Đâu chung bot giao dịch cho Tương Phong hết giùm anh cái anh em ơi. Chứ Tương Phong vô được bot giùm anh cái. Tổng của anh là bao nhiêu anh? À, của anh là 6 kim tư anh ơi. Bot giùm anh với 2, 4, 6, 7. Em đưa 7 kim. 7 kim thôi anh 600 xu. Bên cạnh lại anh đúng không nè. Anh 1k4 đúng rồi. 1k4 2k với lại 3k là 6k4 chỗ anh ơi. Quên còn mẹ mất vừa mua cái áo chẳng làm gì hết. Đấy là kim đâu. 3k1 lần 2 lần 1. Đúng rồi vừa mua cái áo 5 đồng. 3k1 lần 1. Anh cuốn đi rồi xuống nhà em rồi anh cuốn này. Anh cuốn đi rồi xuống nhà em rồi anh cuốn này. Đi rồi xuống nhà em đây. 3k1 lần 1 em ơi. Anh đi đây có xuống nhà anh. 3k1 lần 2. Kết bóng đang phải nhận 2 con bốt nặng ấy nhờ. Đang 4 đó. Sáu công tư anh ơi. Này nó mất đâu, nó mất gì nhận ngựa 1k2 em ơi. Nó mất em ơi. Giao dịch ngựa 1k2 em ơi. Rồi 3k1 lần 3 cho anh Ninh. Chốt anh ơi, Ninh 3k1 giao dịch anh ơi.
giao dịch. Rồi, chốt luôn nên 31 dòng sáng một tuần nè. Trung bình là một ngày khoảng 500 xu. Một kỹ năng cũng có. Mình lại cho con đường môn này đeo buôn tiêu. Rồi, no mod nè, 1 kim 2, anh cuốn nữa xong, xong phiên đấu giá nha Nam. Đây. Đây nè. Anh đứng phải hết rồi. Này. Lấy hai túi cánh luôn này. Anh Đông Phương này lấy hai túi cho ta. Chưa em ơi. Ok, để em giao dịch lại. No mod ơi, em lộn ngựa anh cuốn này, lại em xong rồi. Lại anh cuốn này, em xong rồi. Ngựa. Rồi. Sư công tử. Ngựa. Với anh Phong gọi kìa. Lúc anh Phong gọi. Mày đi đâu ấy nhỉ? Đây giờ sao? Nó bắt đầu đánh boss này, hú anh cái nhá. Hú rồi. Vâng. Rồi, nó mất nhận em ơi, anh Đông Phương du dịch này. Được, đợi con ngựa. Buồn chiều chậm đẹp hơn. Rồi, nó mất em ơi. Xong phiên đấu giá nè, em chốt lương công chiến hôm nay ngay, chủ nhật phát lương nha Nam. Thằng Phúc, có anh cái vòng nha. Ok nè, em xong cấp rồi. Rồi em cấp lại vòng nè, ăn cây nè, ngựa không nè. Nghiêng sói nè, ngựa không là nghiêng sói nè. Rồi tiên phong nè. Rồi xong. Xong tất cả, phiên đấu giá ngày hôm nay chốt phải được nhiêu nè, tổng đấu giá của cái trận tống cái trận công chiến hôm nay mở khang lên thu nè, thu mở khang không thấy khang lên khang trong nãy năm kim anh Phong này chưa dừng này, tiếp tục nè, 3k1 của anh Linh này, ngựa này 1k4 cộng 1k3 nãy cho sáng giờ cộng 1k2 cộng cho rương một khí số dòng số rương này, sáu rương là một cái năm đúng không em, đúng rồi, một cái năm, một cái sáu, cái sáu cái năm, sáu rương được không anh, đâu anh đó đúng không, cái sáu cộng một cái sáu cộng cho 5 bộ tinh hồng 500 xu cộng cho 5 bộ thiên tinh 3 kim cắt luôn cũng được, bảo để dùng được rồi, cộng cho bông tiêu này 3.200 đầu tiên khởi nè, con thứ hai 2k5 nè, con cuối cùng 2k nè. Rồi, tổng thu đấu giá hết 24.800 xu. Rồi, chờ đợi phát lương nha Nam. Thông thành 4 tháng 8. Rồi. Đem xem thông báo nha Nam ơi, đem xem thông báo nha. Đem sửa đi cái này nè. Rồi, xem thông báo. Ôi, tháng 8 người lòng tháng 9. Giá phát lương trước, sơ thật sơ 12 tháng 8. Có ai chưa nhận lương trước sơ sơ 500 vạn không? Inbox nhận luôn em ơi. Để cho xong cái lương này. Rồi dân thôn luôn, dân thôn luôn, dân thôn giùm em luôn. Tất cả dân thôn luôn. Ai lương nào báo lên nè. Lương Lâm Thiết Nhạn, lương mấy ngày kiểm tra. Lâm Thiết Nhạn nhận luôn anh ơi, 500 xu Lâm Thiết Nhạn ơi. Gì giùm em quá. Anh em lương nào cứ báo lên em ơi. Rồi. Ma Siêu Phong. Rồi ok, chúng ta dùng chuyển qua bên này tiếp tục phát lương cho nó xong, bên này là xong video này. Cảm chúc. Rồi, Mai Sư Phong này. Man Bảo này. Kiểm tra coi. Man Bảo chưa nhận này, chính xác. Mai Anh Bảo. Anh em có xem thông báo nè, ai nhận rồi nó có hết nha Nam, không lộ vào đâu được nha. Man Bảo nói chung vạn này. Man Bảo này nhận hai túi kìa chưa? Ok, nhận rồi thì đỡ anh em khác. Nhận này nhận hai túi kia chưa? Chưa. Chưa, ra đây, lên khai bước này. Lên đây, rồi, lại đây. Rồi, tiếp tục nè. Ra đây, giang thông này anh ơi. Tại vì cái này nó hết hạn. Anh Lâm Thiết Nhạn thôi em 500 xu nhưng mà em Lâm Thiết Nhạn ơi. Có xu không? À, đợi đây. Đành luôn rồi. Rồi.
Béo ca nãy nhận tiền vạn cho mình kiểm tra cả nhà, đợi một chút anh ơi. Nói chung là anh em đi công thành là đều được hỗ trợ 500 vạn từ ban chủ cũng như là ban hội hỗ trợ cho anh em. Rồi anh Béo này, anh Béo nhận, anh Béo ơi. Béo ca 500 vạn này. Đợi một chút này. Nói chung là cái này coi như là tiền phụ trợ để anh em mua máu đánh nhiệt tình. Nói chung là ra trận làm gì làm đánh trận mà anh em, phải ăn uống mập mạp mới đánh chứ yếu sức sao đánh nổi. Rồi coi như đó tinh thần cho anh em ra trận. Rồi anh em nào lấy hai túi lên mình chơi một chút ngay chỗ cái giếng này em ơi. Quay lên chỗ cái giếng này em vứt cho này em ơi. Ồ chỗ giếng đông quá. Ôi, từ qua bên tay phải là Quang, chỗ thằng Thiên Vương tống lẫn em ơi. Bên phải là Quang. Trời ơi chạy lung tung rồi. Một ạt thằng người thôi nè. Đứng im đây, đứng im đây. Nè tại giỏ là lấy này. Rồi tại giỏ nè, đứng im. Tại giỏ nó đi. Rồi bác Kiều Phong này, đọc tên người nào đó lấy nè. Rồi xong, tiếp tục này. Saitama này, đừng nhặt lung tung anh em, xong chưa rồi? Nhặt chưa? Ai chạy là nhặt mất tiêu rồi. Anh em từ từ em đọc tên cho. Saitama ở đây anh ơi, ở đây. Rồi. Rồi anh Béo xuống đây, Zika xuống đây. Rồi. Anh cứ để hai cái tầng người tới kết thôi. Đúng rồi, rồi. Rồi xong rồi đấy. Còn ai chưa nhận nữa không? Bồ che này, bồ che cho hai cái này. Bồ che ơi, đó. Rồi. Còn làm tiếng nhận dịch này, lương 5 ngày, lương 6 ngày này nhận ơi. Còn anh em lương nào nữa báo là luôn nhận luôn chốt luôn em ơi. Lương công thành chiến này chủ nhật sẽ bắt đầu nhận nha anh em. Ngày mai Khải không ở nhà, anh em cứ hoạt động bình thường nha. Khải cố gắng lên laptop hoạt động anh em. Xong nhận nè. Còn ai lùm túi nữa lên bên tay phải là Quang nhận túi, hai túi 60 triệu nè em ơi. Rồi, tiếp theo còn ai nữa không? Tiền giả. Lúc nãy đưa anh chưa? Anh kiểm tra trong người anh thử, em giao dịch anh rồi anh cút. Ở đây rồi. Hai túi đỏ. Rồi Hồng Dung chưa nhận tiền vạn nè anh ơi. Hồng Dung có nhận không anh ơi? À anh cũng chưa nhận, Ừ, ai chưa nhận thì nhận tiền vạn em cái này. Anh Cuốn Bình này 500 vạn thì nhận em này. Cuốn Bình 500 vạn này. Đây anh ơi. Đây giao dịch đi. Bất kỳ phân giao dịch gì vậy? Đây em ơi. Anh Cuốn giao dịch em này. Thôi giao dịch đây. Này là lương trước công thành 500 vạn nha anh em. Anh em mua máu đám thành nữa. Mời là lúa đâu lòi kìa. Đây Tâm Phong hỏi. Rồi còn lương gì nữa gì nhận luôn em ơi. Đọc tên những người chưa nhận nè. Những người chưa nhận nè. Béo ca nhận rồi. Không, anh cũng khô rồi. Cung Binh nhận rồi, Hoàng Dung chưa nhận nè. Ôi Lâm Tiếng Nhạn ơi, Lâm Tiếng Nhạn ơi. Ơi. Lâm Tiếng Nhạn này chưa nhận 500 vạn đúng không? Quay lại nhận anh ơi. Đúng không, đúng không? Rồi quay lại nhận 500 vạn anh ơi. Em phát vừa lưng này lưng kia nó hơi bị rối. Vì nhìn trong này chưa đánh dấu. Rồi giờ anh ơi. Cứ như là anh em dạng như là không để ý nữa. Thì mình báo thôi. Mình báo anh em. Ừ mình báo anh em nhận thôi. Anh em hứng hờ. Hứng hờ quá. Dương ơi, Dương ơi. Đâu, Dương công thành xong Dương đi đâu rồi anh em à? Dương đi nhậu rồi. Đi ngủ à? Rồi ok, chỉ còn tương đối thôi. Anh Hồng Dung với lại Dương nữa là xong lương 500 vạn. Rồi. Còn lương gì nữa không? Rồi ok. Còn túi nữa không ta? Ai lấy túi nữa không? Còn Nhật em ơi, giao dịch robot anh em Nhật ơi. Anh chốt robot hôm nay. Facebook với Khải. Ok anh ơi. Đấy, à. Chắc tin nhắn Facebook thôi hả? Ok. Rồi, giao dịch robot hôm nay là tuần 22 giờ với lại chiến thuyền. Hôm nay là không có quả, nên là hôm nay thu nhập từ cái cá nhân khá là ít. Được mấy viên thủy tinh đây. Hồi nãy bắn nóng được 2 viên thủy tinh 400 xu nha Nam. Anh em nào có bắn nóng cứ hú nha Nam. Rồi, nhật giao dịch, ok. Rồi, thông công bố cái này ngay. Bot 22 giờ với phòng lăng độ 23 giờ. Rồi, đó, cứ chốt là giờ thôi. Rồi, ok. Ok anh em ơi, hiện tại bây giờ thì Khải cũng đã đấu giá xong cái lần liên đo một lần công chiến vừa rồi. Đó là bản áo thủ thành công Lâm An và anh được Dương Châu vào lại mất Thương Dương và thủ được đại lý. Đó, hôm nay thì nói chung là một trận đấu khá là ok anh em ơi. Mà
Anh em đang xem đừng quên cho Khảo like chia sẻ chơi nha. Chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nè em ơi. Bây giờ Khảo sẽ tiếp tục hoạt động với 3 anh em.